Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với nhà cũ, mình là Bảy Bình Bông. Chỉ còn chục ngày nữa thôi là kết thúc cái banner của Ayaka rồi. Sau đó sẽ là banner nào thì Hoyoverse vẫn chưa hề công bố cụ thể. Nhưng có rất nhiều những tin đồn về Kazuha, về Cell. Dù chưa rõ sự thật như thế nào, nhiều bạn đang cầm nguyên thạch trên tay cũng khá là đắn đo đấy. Điển hình là trên kênh Top Top của Bảy tôi thì dạo gần đây xuất hiện rất nhiều những bạn hay hỏi cùng một cái thắc mắc như sau ạ. Nên quay Ayaka bây giờ hay là skip để đợi Kazuha, đợi Cell trong những phiên bản tiếp theo? Trong video này chúng ta sẽ cùng nói về nó nhé. Chúc tất cả các bạn buổi tối tốt lành này. Giờ thì enjoy. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải khẳng định lại rằng là Ayaka này hay là Cell hay là Kazuha đều là những nhân vật rất tuyệt vời. Ai cũng mong muốn được sở hữu tất cả họ. Tiếp theo là việc dù các bạn có lỡ ở trong cái đợt này ấy, thì đợt khác những nhân vật này nó sẽ quay lại, chứ không phải là nó sẽ biến mất. Khi nghĩ như vậy rồi thì các bạn sẽ thoải mái hơn ở trong cái việc mà đưa ra cái lựa chọn của bản thân mình. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với tạo hình của ba nhân vật này nhá. Đây, Ayaka ở chúng ta đây thì cái tạo hình là một cô nàng tiểu thư kiêu kỳ và có một cái gì đấy nó rất là hiền dịu, đúng không? Tiếp theo đó là về Cell. Cell là một anh chàng mà nhìn bề ngoài nó sẽ theo kiểu như là bặm trợn gai góc một tí bởi cái hình xăm này này. Nó sẽ dữ dằn, thế nhưng mà ngoài ra thì có một cái viền tóc màu xanh xanh như thế này, nó tạo ra một cái nét cá tính riêng cho anh chàng này. Đó, và cùng là Kazuha. Ô, Kazuha của tôi lạ quá đúng không? Thôi được rồi, tôi để cho các bạn nhìn Jin trước để các bạn chuẩn bị tinh thần là lỡ đâu có lệch rết nhá. Thôi, chúng ta xem Kazuha trong thư viện vậy. Đây, Kazuha thì tạo hình của anh chàng này nó sẽ gắn liền với cả cái kiểu lá phong đó. Anh em nhìn chưa? Cái tóc nó cũng một cái gợn màu đỏ đỏ này. Rồi là quần áo các thứ thì nó sẽ có kiểu lá cây, cây cành. Thì đây là một cái nét văn hóa đặc trưng rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nói về Ayaka nhá. Đây là một cô nàng mà có thể gánh late game của chúng ta cực kỳ tốt luôn. Thánh di vật thì cũng không quá khó farm khi mà các bạn có thể mix 22 hoặc là các bạn mặc bộ 4 băng giá như này cũng được. Và cái phần tỷ lệ bạo các bạn ấy, nó không cần quá cao. Nếu mà các bạn mặc theo cái hướng là bộ 4 băng giá thì tỷ lệ bạo kích của các bạn đâu đấy khoảng 20% mà đã là nhiều lắm rồi. Tiếp theo nữa là cái vũ khí. Vũ khí của Ayaka chúng ta sẽ có hai cái hướng build khác nhau. Một đó là các bạn build theo hướng tấn công này, tỷ lệ bạo này, sát thương bạo kích. Đấy, có rất là nhiều những vũ khí nó tăng tấn công phần trăm này, tăng tỷ lệ bạo kích này, rồi là tăng sát thương bạo kích nữa. Vậy thì có cái hướng nào khác nữa không? Thì có một cái hướng đó là hướng hiệu quả nạp. Hướng hiệu quả nạp này thì là Ayaka kiểu này họ sẽ chơi theo đúng là spam nộ các bạn ạ. Spam nộ nhanh nhất, nhiều nhất có thể. Và cái hướng hiệu quả nạp nó sẽ lấy số lượng là bù chất lượng. Ví dụ như là cái sát thương nộ của họ không bằng chúng ta ulti đúng không? Thế nhưng mà họ ulti 2 lần thì chúng ta ulti 1 lần, thì các bạn phải nhân đôi cái số lượng nộ của họ lên thì bằng của chúng ta được, thì chắc chắn là họ hơn mình rồi. Nhưng cái hướng build hiệu quả nạp có một cái điểm yếu, đó là nếu mà chúng ta cần dồn sát thương trong một thời gian ngắn nhất có thể ấy, thì cái hướng hiệu quả nạp này thì nó sẽ không được, nó không sẽ bù được cái việc đấy, mà nó sẽ chơi theo kiểu là chơi càng dài càng lâu thì cái hiệu quả của cái việc build hướng hiệu quả nạp nó càng cao. Rồi, đội hình hiện tại của Ayaka chúng ta sẽ là tốt nhất nhá, tốt nhất hiện tại ấy, nó sẽ là có Senhi này, có Kazuha này, rồi là có con Mona nữa. Đây là đội hình mà ba con support đi kèm với cả Ayaka rất là ok. Thế nhưng mà đâu phải ai cũng có Senhi và đâu phải ai cũng có Kazuha đâu. Chúng ta là free to play thì tôi không mơ tưởng về những nhân vật như vậy. Thì hiện tại tôi đang có một cái đội hình mà tôi đi La Hoàn được 9 sao đó. Đó chính là Ayaka này, rồi là Ganju, rồi là Diona, rồi là Mona. Đây là cái đội hình mà đã gánh cái tầng dưới của tôi hiện tại khá ổn. Ngoài ra thì các bạn có thể là đi với đội hình 4 sao thuần thôi mà theo cái phản ứng bốc hơi đó. Đó là Ayaka này, rồi là Singpiu này, rồi là Bennett và Sengling. Đây chính là cái đội hình mà các bạn có thể đi theo cái hướng phản ứng nguyên tố. Nhưng bây giờ ấy, Ayaka tôi thấy nhiều bạn sẽ build theo hướng là đóng băng thôi, chứ không phải là build theo hướng lửa đâu. Bởi vì nhá, nếu mà chúng ta không có cái hiệu ứng băng trên người quái thì cái tỷ lệ bạo kích của Ayaka sẽ không được cộng vào. Và với 20 tỷ lệ bạo kích thì nó rất là ít. Thường ấy thì các bạn sẽ chơi theo hướng như thế này ạ. Đó là Ayaka này, rồi là Kokomi này, rồi là Mona này, rồi là Singpiu nữa. Đó, thì các bạn hoàn toàn có thể thay con Kokomi bằng con Barbara. Đây chính là những cái con mà có thể tạo ra cái phản ứng đóng băng rất là nhiều. Và các bạn có thể thay cái vị trí con Singpiu này nếu mà các bạn cho vào cái đội hình của Hu Tao rồi đúng không? Thì các bạn thay bằng một con khác như là cái con Trông Jun hoặc con Diona. Đây là những cái con mà có thể đi cùng với cả Ayaka giúp cho nó nạp nộ khá là ổn. Và nhất là Diona mà còn cầm cung cái cung tế lễ nữa đấy. Nó sẽ refresh cái kỹ năng nguyên tố rất là tuyệt vời luôn. Ok, số 2 thì chúng ta sẽ cùng đến với cả Cell nha.
Xeo thì cũng là một nhân vật rất là tuyệt vời, vừa giúp chúng ta đi lượn map được bằng cái chiêu kỹ năng nguyên tố lướt lướt trên không ấy, rồi là vừa có thể gánh la hoàn, gánh bí cảnh được, chỉ cần đi cùng cái Bennett thôi. Xeo thì nó cũng khá là dễ build, kể cả các bạn chỉ cần dùng cái kia thương mạch anh này, đây này, cái thương mạch anh 90 thôi. Đây là cái thương mạch anh 3 sao mà tôi dùng hồi xưa nhá, khi mà tôi chưa có cái thương quyết chiến này của Xeo đâu nhá, thì tôi dùng cái thương mạch anh này vẫn đánh bình thường, vẫn đi la hoàn bình thường. Rồi là mới đây thôi là một tin rất là vui, đó là Xeo đã có một cái bộ trấn của nhà phát hành build cho. Đây chính là bộ này và hiện tại tôi đang farm rất là nhiều nhưng vẫn chưa có ra. Cách để các bạn chơi Xeo thì nó cũng khá là đơn giản. Các bạn nhớ nhá, cái đội hình của Xeo các bạn chỉ cần đi cùng với Bennett nó đã là rất là tuyệt vời rồi. Cái lượng sát thương của Xeo nó sẽ ổn khi đi cùng với ulti của Bennett. Nhưng có một điều nhá, đó là cái nạp nộ của Xeo á, nó không có mạnh như chúng ta tưởng. Vì vậy hai con đi kèm ấy thì bạn nên cho thêm một con phong vào, như con Sucro này hoặc là con Jin hoặc con Venti tùy. Đấy. Còn cái con còn lại các bạn phải cho thêm một con hỏa vào để kích được cùng với Bennett, lấy cái hiệu ứng đó là hai hỏa trong một team để nhân đam. Hoặc là bạn dùng bất cứ con nào support cho Xeo cũng đều được. Miễn là làm sao nhá, bắt buộc ở trong team cố gắng là để cho Xeo nó đi la hoàn ấy thì có thêm Bennett nữa là ngon nhất. Bởi vì cái ulti Bennett vừa tăng đam vừa hồi máu, quá tuyệt vời cho Xeo rồi còn gì nữa. Số 3 thì chúng ta sẽ cùng đến với cả Kazuha. Đây là một anh chàng support mà nhà nhà muốn có, người người muốn sở hữu đúng không? Kazuha nó đã khẳng định được cái vị thế của bản thân mình ở trong rất nhiều những phiên bản trở lại đây từ khi mà anh chàng này ra mắt. Mặc dù là khi mới ra mắt anh chàng này bị so sánh với cả Venti rất là nhiều, và thậm chí đến cả tôi cũng không có tin tưởng mấy vào năng lực của anh chàng này. Nhưng mà đến hiện tại thì không ai có thể phủ nhận là khả năng support tuyệt vời của anh chàng này. Kazuha thì có hai hướng build hiện tại. Một là các bạn build theo full tinh thông để làm support chuẩn. Hai là các bạn sẽ build một chút sang tấn công và các bạn build theo hướng DPS. Nhưng mà cái hướng DPS hiện tại tôi thấy có ít người chơi lắm. Thường thì các bạn sẽ build theo hướng tinh thông nhiều hơn, đó là cầm cái vũ khí rèn này, rồi là cộng những cái món đồ nó có tinh thông này, sau đó là mặc cái bộ bốn phong, vậy đã đủ rồi. Kazuha thì phù hợp với hầu như tất cả mọi đội hình, trừ cái đội hình mà nguyên tố nham một tí, thế thôi. Thế còn đâu thì tôi thấy là đội hình nào Kazuha có mặt cũng có thể giải quyết được rất là nhiều thứ đó các bạn. Có một câu mà tôi hay nói, không biết các bạn có nhớ hay không, đó là DPS chỉ là nhất thời thôi, thế nhưng mà support là bất diệt đấy. Đấy, thì Kazuha là một con support mà các bạn nên sở hữu. Ok, bây giờ thời gian để chúng ta có thể trả lời cho câu hỏi lúc ban đầu, đó là Arika này, rồi là hay là Skip đợi Xeo đợi Kazuha. Câu trả lời cho các bạn là Arika là một nhân vật gánh late game rất là tốt và Arika có thể đi được cái la hoàn, kể cả nhá có một số cái la hoàn có thể bất lợi cho Arika nhưng mà tôi vẫn có thể mang Arika vào đánh được khá ổn. Tiếp theo nữa là Xeo. Xeo là một nhân vật mà riêng cá nhân tôi thì trong khoảng 6 cái la hoàn trở lại đây tôi không có động vào Xeo ở trong cái la hoàn 12, bởi vì có một số con quái vật nó sẽ bóp Xeo của tôi và cũng có thể là tôi bị xa lánh anh chàng này quá chăng. Đó. Còn Kazuha thì bây giờ vẫn chưa có bất cứ một cái thông tin gì về cái việc mà anh chàng này quay lại lúc nào, đúng không? Có bạn bảo là 2.5 anh ơi, có bạn bảo là 2.6, ok, hai phiên bản đấy cũng chả có thôi. Có bạn bảo 2.7, leak vừa mới nhất thì thấy có 2.7 có Kazuha đâu. Thành ra cái việc mà bạn tích cho Kazuha khả năng cao là các bạn phải đợi một cái thời gian rất là dài nữa. Vì vậy thôi thì một trong hai con nó dễ chọn đó là Arika cũng như là Xeo á, thì theo quan điểm của riêng cá nhân tôi thì tôi sẽ vote cho các bạn là quay Arika luôn bây giờ. Đang trong banner của nó này, còn khoảng tầm 8 ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc cái banner của Arika rồi. Nếu mà trúng grade của Arika trong cái banner đợt này này thì ok, chúng ta lấy Arika chơi. Còn nếu mà chúng ta lấy grade ấy, thì chúng ta sẽ có bảo hiểm để đợi cho Xeo quay trở lại. Đây là hai cách mà tôi thấy khá là ổn. Còn việc mà các bạn lựa chọn skip Arika để quay Xeo tôi sẽ không khuyến khích lắm, bởi vì Xeo thật ra nó cũng sẽ có quay lại trong cái thời gian sắp tới mà. Vì vậy nên là kể cả các bạn không có quay Xeo trong đợt này đi nữa thì các bạn hoàn toàn có thể quay Xeo trong đợt khác, không vấn đề gì cả nhá. Trên đây là những chia sẻ của bầy tôi về Arika, về Xeo và Kazuha. Hy vọng là với những chia sẻ bên trên sẽ giúp cho các bạn có thêm những cái nhìn nó thoải mái hơn về ba nhân vật này. Dù là các bạn có chọn ai đi nữa, dù là có lệch cái gì đi nữa, thì nên nhớ một điều rằng là những nhân vật này ấy, nó sẽ còn quay lại ở trong tương lai. Và nếu muốn chơi lớn như bầy tôi thì các bạn có thể là tham gia cái thử thách 76.000 nguyên thạch cùng bầy tôi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì vui lòng để lại cho mình xin một like và ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà.